Cảm ơn quý vị đã đến với phần cuối của chương trình của chúng tôi. À, kế tiếp đây sẽ là một bản tin về nước Anh, trong đó người ta kể chuyện rằng là ông Harry, ông Hoàng tử Harry đó, đã tuyên bố rằng là mình còn đủ câu chuyện, còn đủ những cái tin đồn về anh, về cha của mình để viết một cái cuốn sách thứ hai. Như chúng ta thấy mới đây ngày hình như ngày mùng 10 của tháng 1 vừa rồi thì ông Hoàng tử Harry của nước Anh đã cho xuất bản một cái cuốn hồi ký hay là một cái cuốn tự truyện nó có cái tên là spare mà mình tạm dịch là kẻ dự bị cái cuốn sách này nó bán chạy như tôm tươi và có lẽ từ cái sự phấn khởi như vậy đó thì người ta thấy rằng ông hoàng tử Harry lại tuyên bố rằng là cái cuốn sách spare đó nó lẽ ra lúc đầu nó là dày gấp đôi như vậy nhưng mà chúng tôi cứ gạn lọc chúng tôi cứ à, từ, bớt một thêm hai và cuối cùng thì nó chỉ còn có một nửa mà thôi chứ còn tôi thì nó có rất là nhiều chuyện về ông anh này về ông cha tôi này nhiều cái chuyện nó, 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 nó tin đồn quanh hai người này lắm mà tôi có thể viết thêm một cái cuốn sách thứ hai thưa quý vị đối với một cái một cái tuyên bố như vậy thì rõ ràng là ông hoàng tử Harry là là ông nói rằng là cuốn sách chúng tôi đã lấy rất là nhiều cái cuốn sách ra những cái chuyện về hai cái ông này ông anh và ông cha của tôi từ cuốn sách thứ nhất ra là bởi vì tôi sợ rằng là họ sẽ không tha thứ cho tôi chứ còn nếu mà tôi mà viết lên chuyện của hai người đó thì nó sẽ đời nó sẽ là một cái cuốn sách thứ hai đó và cái điều này rõ ràng là một cái tuyên bố như vậy là nó giống như là một cái sự đe dọa dành cho ông kinh chào và cái ông thái tử William hiện nay nó giống như thể là một cái thể thức của là tống tiền để mà từ đó hai cái người này phải đưa ra một cái sự nhượng bộ nào đó mà ông Harry ông muốn đây là một cái cách mà rất là khách quan khi mà mình nghe cái ông Harry ông tuyên bố những cái điều mà ở nửa kín nửa hở cho với lại với hai cha và anh của mình bởi vì ông nếu mà ông tiết lộ ông sợ rằng là hai người kia sẽ không tha thứ cho cho ông ấy, thì có rõ ràng là hai người kia làm cái chuyện Nhìn là nó ghê gớm lắm thưa quý vị rõ ràng đấy cuốn sách với cái tựa đề của nó thôi mình chưa đọc nhưng mà mình theo dõi cái tin tức của truyền thông của nước anh và với cái tựa đề là kẻ Giữ bị kẻ bên lề như vậy thì chắc chắn là cuốn sách đó nó mô tả một cái tình cảm rất là chua cay đắng của một cái người cũng là hoàng tử cũng là con của ông vua nhưng mà không thể rờ tới được cái cái ngai vàng bởi chúng ta biết rằng là ông trao lên làm người vua thì William lên làm thái tử sau William phải cả ba đứa con luôn cả trai cả gái của của, của ông ta thì lúc đó nó thì mới là tới ông hoàng tử Harry thì ông hoàng tử Harry như vậy là xếp vào hàng thứ năm sau nếu mà như mà kinh trao băng hà thì là hàng thứ năm thì còn mong gì mà đụng tới cái cái ngai vàng nó thành ra mới có cuốn sách spa như vậy đây rõ ràng là một cái tâm lý mà của một người không biết chấp nhận cái số phận nếu mà ai cũng đòi được số phận đòi cái gì được cái đấy ai thì ai cũng đòi làm con tổng thống con tỷ phú hết con vua hết không ai chịu làm hoàng tử như thế ông cái chuyện đó là vô lý thế nhưng mà khi mà có cuốn sách nhảy tung ra như vậy chúng ta thấy rằng truyền thông của nước anh cũng chia ra hai ngã chứ phải không một người một có một số ít số ít thôi thì ông thông cảm cho cái hoàn cảnh của ông harry là hoàng tử mà không bao giờ có cái hy vọng là đụng tới cái ngai vàng thì cũng kể là ông chua chát thế nhưng mà một đại đa số chê nói rằng là cái ông này đã bán sát như vậy cũng chỉ là muốn đang làm giàu muốn tìm ta cái tâm tiếng của mình qua cái chuyện mà nói xấu bà nói xấu anh nói xấu cha mà thôi mà điều đó là cái điều đúng trong cái hàng ngũ mà những cái người mà Coi như là chê bai như vậy Người ta để ý tới một cái tiên đoán Của một cái nhà Người ta gọi là tiên tri đó Bây giờ là cái ông crack Hamilton Parker Ông này hiện nay được xã hội của anh Gọi là Tân Notchadamus Tức là Cái người là cái ông tiên tri Notchadamus mới của nước Anh Bởi vì ông này Đã từng nổi tiếng vì đoán đúng cái chuyện là về covid 19 xuất hiện, về cái chuyện Nữ hoàng anh qua đời và cả cái chuyện nhỏ là cái chuyện kinh trao sau khi mà đã lên vua một cách chưa chính thức đó đã bị dân chúng anh ném trứng vào người thì ông cũng đã tiên đoán trước và cái điều đó đúng và cái ông này đó bây giờ người ta ý ông tiên đoán rằng cái cặp meghan với lại harry đó trước hay sau gì cũng dạn vỡ và đi tới ly dị ông nói rằng cái chuyện đó nó không xảy ra vào năm nay đâu nhưng mà trong hạn 3 năm trở lại không lâu hơn Nó sẽ có một sự rạn nứt Ông này cho rằng hiện nay cái cặp Megan với lại Harry đó Thì làm sóng làm gió Nhưng mà họ có vẻ rất là thành công Trong cái việc là từ cái chuyện nhỏ là cái chuyện mà tuyên bố đi rời khỏi từ những cái nhiệm vụ của của một thành viên hoàng gia. Sau đó lại là từ phỏng vấn cho cho phỏng vấn độc quyền với bà Oprah mà rồi là xuất hiện trên cái một cái truyền hình một cái show truyền một cái show phim ở trên Netflix rồi bây giờ lại bán sách tất cả là những cái chuyện đó là cái gì là bêu xấu là bơi móc do những cái những cái chi tiết mà nó nằm ở bên trong những cái lâu đài của hoàng gia Anh mà thôi tức là đã coi như là nói xấu bà nói xấu anh nói xấu cha mà thôi và ông Parker cho rằng là họ thành công Họ có danh có tiếng là nhờ đang sử dụng những cái chiêu bài về kỳ thị và sự gọi là thù ghét mà ra thôi. Nhưng ông cho rằng là tất cả những cái chuyện này rồi nó sẽ phải mất, nó phải dần dần nó phải hết chứ? Đâu phải chuyện gì cũng có nói hoài được đến khi không còn có, có chuyện gì để nói nữa, nó sẽ xuất hiện ra những cái sự thất bại những vào bây giờ thì hai đứa, đứa họ coi như keo gắn kết với nhau trong cái chuyện và nói xấu hoàng gia nó giống như là một cái chất keo chất hồ gắn chặt với họ nhau nhưng mà khi hết chuyện thì coi như là hồ rã mà keo tan rồi đó là họ sẽ rời nhau ra và sẽ đi tới một cái quyết định là lúc đó harry sẽ sáng mắt và không còn chịu sự kiểm soát của Megan nữa và sẽ có chuyện. Thì đây là cái điều mà mình nhớ là ngày xưa đó ông cựu tổng thống Donald Trump ông đã nói trước rồi. Từ cái lúc mà ông thấy uh, hai người lấy nhau từ năm 2018 và sau đó rời cái nhiều, 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 nhiều nhiệm vụ của hoàng gia thì ông đã nói rằng là cái ông hoàng tử Harry này đang đi vào một cái đoạn đường rất là khốn khổ của cuộc đời. Ông bị Meghan gần như là kiểm soát hết rồi nhưng mà mai mốt đây thì uh, Harry sẽ mở mắt và nhìn thấy được, được cái sự thật và một cái cách khách quan á, chúng ta phải thấy rõ ràng rằng là hoàng gia người ta đang yên lành chỉ có khi mà tới ông hoàng tử Harry cưới bà Meghan thì bắt đầu sóng gió mới nổi lên âm ầm trong những cung điện của hoàng gia và từ đó mình mới thấy rằng hết chuyện này nó tới chuyện khác hết tố cáo này nó liên tiếp với tố cáo kia rõ ràng là cái nội vụ này có bàn tay của Megan nhúng tay vào từ đó mình đi mình thấy ban đầu công luận của, của xã hội của nước anh ấy, cũng dành cho Harry một cái chỗ đứng rất là quan trọng họ yêu mến cái cậu hoàng tử này từ cái hồi mà mẹ chết có nhiều cái cử chỉ mà khiến cho người dân anh có cảm tình thế nhưng mà dần 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 cho tới khi mà cưới Megan thì bây giờ mình thấy hoàng tử mà Harry đã trở thành một trong những thành viên của hoàng gia bị ghét nhất. Thì thưa quý vị, người ta nói rằng dân cũng như là nước, nó có thể đẩy thuyền đi mà nó cũng có thể nhận chìm thuyền. Một cái nhân vật ở trong nước mà bị người dân người ta ghét bỏ nhiều quá thì chắc chắn là không thể có một cái tương lai tươi sáng được. Cái bản tin cuối cùng này thì chúng ta sẽ nói tới cái những cái tin tức nó liên quan tới cái tinh thần Tết Đúng là Tết của châu Á Là Tết là Tết này là năm quý bão, năm con mèo đó. Bởi vì đây là một cái thời gian tuần lễ cuối cùng trước Tết. Và đây chính là một cái thời gian có lẽ là vui nhất của người dân châu Á trong cái gọi là cái dịp lễ người ta gọi là Tết Nguyên Đán đó. Bởi vì thời gian này thì nhà nhà đều lo toan cái chuyện mà sắp sửa để hưởng Tết. Và nhất là những cái người làm việc trong các công ty những cái công sở công nhân viên đó, họ lại càng háo hức hơn bao giờ hết trong cái thời gian này bởi vì nó có một cái yếu tố là trong cái tuần lễ này là công ty sẽ tuyên bố cái sự gọi là thưởng tết cho công nhân viên đây là một cái truyền thống mà mình thấy là rất là tốt đẹp của những cái công sở xí nghiệp gì ở bên châu á mà chắc có lẽ chỉ có châu á mới có mà thôi thành ra trong cái bản tin này chúng ta sẽ nói tới để mà vinh danh những cái công ty hay là những ông giám đốc rất là hào phóng và đã thưởng tết cho nhân viên của mình một cái cách hết sức là độc đáo và cái công ty đầu tiên mà chúng tôi muốn coi là đề cập tới đó là công ty nó có tên là Hyundai Oil Bank đây là một cái công ty chuyên môn khai thác và buôn bán dầu khí của Nam Hàn thì năm nay ban giám đốc đã quyết định rằng là sẽ thưởng cho mỗi một nhân viên đồng đều trên dưới cũng như nhau 120 tháng lương. Tôi xin nhắc lại để nói để chứng tỏ rằng mình không có lầm là ban giám đốc của Hyundai Oil Bank đã thưởng cho mỗi một nhân viên 120 tháng lương. Nếu mà một người công nhân đang lãnh 1 ngàn thì cái phần thưởng sẽ là 120 ngàn mà nếu mà công nhân mà đang làm lương 10 ngàn gì đó một ngàn tiền Nhật Bản thì cái tiền thưởng sẽ là một triệu hai cứ nhân 120 lần thôi. thưa quý vị rõ ràng đây có lẽ là một cái số thưởng mà nó có là, là lịch sử đó chưa chưa có cái công ty nào của thế giới mà có ghê gớm như vậy 120 tháng lương là bởi vì cái công ty này họ tuyên bố thẳng thừng là năm 2022 vừa rồi họ có thu về một cái món lợi nhuận khổng lồ. Khổng lồ là bao nhiêu thì dĩ nhiên là họ đâu có nói. Nhưng mà mình cứ nhìn thấy cái kiểu thưởng này là biết là là lời ghê gớm lắm thế nhưng mà dẫu sao thì ban giám đốc phải là rộng rãi lắm người ta mới thưởng như vậy. cái công ty thứ hai ít hơn nhưng mà cũng phải kể là hào phóng hiếm có là cái công ty của Đài Loan công ty Air Marine, Marine đây là một cái công ty chuyên môn là chuyên trở về tàu biển đó thì họ cũng nên là không phải là cho, cho mỗi một nhân viên thế nhưng mà họ ấn định rằng là các nhân viên của họ sẽ có người được hưởng từ à, là 10 tháng 10 tháng lương Có người sẽ được thưởng tới 52 tháng lương Tùy theo thành tích và tùy theo vị trí Có nghĩa là trung bình nhân viên của họ sẽ được hưởng từ Một cái tiền món tiền thưởng tương đương với một năm lương hay là 4 năm lương Hay là nó ghê gớm như vậy chứ không phải lợi ít Cũng là vì họ nói rằng là năm nay lời Nhưng mà họ không có một cái kế hoạch là mở rộng thêm công ty Thành ra đem cái số lời đó Thay vì đầu tư thêm chia cho nhân viên xài nó quá độc quá hào phóng rồi một cái công ty khác tuy là ít hơn thế nhưng mà phải nói là cái mức độ độc đáo thì có lẽ là hiếm có đây đây là một cái công ty ở Hà Nam của Trung Quốc trong cái ngày mà thưởng Tết đó, họ đổ ra 10 triệu nhân dân tệ tức là tương đương với một triệu rưỡi đô la Mỹ của mình ra một cái chiếc bàn lớn cho nhân viên không hiểu là tất cả nhân viên hay là những cái nhân viên đã được gọi là có danh sách thưởng thì đứng chung quanh cái bàn lớn đó trên bàn là toàn là những cái đồng tiền là nhân dân 100 trị mệnh giá là 100 nhân dân tệ và khi một cái tiếng còi bắt đầu thì tất cả những nhân viên đứng chung quanh cái bàn nó bắt đầu đếm tiền họ có 15 phút để đếm tiền 10, 15 phút trôi qua thì một tiếng còi chấm dứt ai đếm được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu 15 phút nhưng mà với điều kiện là phải đếm cho đúng đưa ra một cái con số đúng có người kiểm tra lại nếu mà đếm được bao nhiêu thì lấy bao nhiêu nhưng mà đưa ra con số đúng thì lấy mà người ta cũng không hiểu là những người mà đếm sai đưa ra con số sai thì như thế nào mình cũng không nói thế nhưng mà đây cũng là một cái kiểu thưởng tiền coi như là nó đòi hỏi là nhanh thế nhưng mà phải cẩn thận thì mới được đếm sai nó mất tiền thì sao thành ra cái người nào cẩn thận chắc ăn nó cứ đếm nhận nha 15 phút cũng lâu lắm chứ thành mỗi một người người ta nói rằng hình như trung bình một cái người mà được thưởng nhiều nhất là khoảng chừng là 100 ngàn nhân nhân tệ 100 ngàn nhân tệ cũng là một số tiền mà còn phải nói là cả 6-7 tháng lương chứ đâu, đâu, có phải, đâu có phải là ít nhưng mà, nhưng mà mình ngẫm nghĩ trong đầu cái cái kiểu mà thưởng kiểu này mà cho, mà thưởng cho nhân viên nhà băng mà người ta quen cái việc đếm tiền thì cái nhà băng chỉ có nước phá sản 15 phút rồi họ đếm biết bao nhiêu và cuối cùng thì có một cái kiểu thưởng nó rất là bình thường có nghe bình thường thôi nhưng mà nó cũng có ý nghĩa của nó hay hay tôi đem ra đây là một cái công ty ở thâm quyến thưởng lương bằng cái cách là bốc số để chúng thăm, bốc thăm trúng số thì dĩ nhiên là cho nhân viên ai cũng có phần thì nhưng mà cái phần thưởng nó từ nhỏ tới lớn và phần thưởng độc đắc cuối cùng là một năm nghỉ phép có lương đầy đủ và một cái cậu công nhân trẻ rất là trẻ mình nhìn cái mặt thì cỡ chừng là dưới 30 thì đã trúng cái lô độc đắc và khi cậu trúng thì cậu cứ ngẩn người ra cậu nghĩ cậu không nghĩ rằng là có một cái món quà thưởng nó hậu hào, hào phóng như vậy Thế nhưng mà khi mà ban giám đốc cử người lên xác định rằng là cậu đã trúng được một cái phần thưởng là nghỉ phép một năm có lương. Thì cậu mới tin là cậu đó là cái sự thực. Và ban giám đốc thì lại nói rằng là cậu có quyền đổi cái một năm nghỉ phép đó thành số tiền mặt là 200 000 nhân dân tệ thì cậu đổi ngay đỡ lấy 200, 200 ngàn nhân dân tệ và ngày hôm sau cậu biếu 10 ngàn nhân dân tệ cho một cái cơ quan thiện nguyện là giúp đỡ cho những trẻ em ở vùng núi nghèo nghèo khổ và rồi thì gần hết cái số tiền nó gửi về biếu bố mẹ ở quê nhà mình thấy rõ ràng đấy cậu trẻ này đó cậu có một cái tấm lòng tốt như vậy hèn gì mà trời mới ngó và thường thường là những người có lòng tốt như vậy thì hay thì hay thì hay chung số nhưng mà tất cả những kiểu thưởng mà rất là hay ho và hào phóng như vậy nó có được là nhờ những cái người giám đốc hoặc là những cái ban giám đốc một cũng có lòng người tốt như vậy bởi vì không phải người giàu nào mà cũng có cái 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 có một cái lòng tốt mà thưởng cho nhân viên như vậy đâu thành ra mình mới thấy là cái chuyện mà chuyện mà thưởng Tết ghê gớm như vậy thì ít mà cái chuyện mà phải biểu tinh để đòi thưởng Tết thì lại lại là nhiều nó cho thấy một cái câu mà người ta nói từ trước là rất là đúng hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm chỉ có những người làm tốt thì trời mới ngó xuống ăn nên làm ra như vậy thì có một cái câu chuyện thưởng Tết hay là ngày Tết nó về sĩ nghiệp thì có một cái công ty kia cuối năm cũng họp lại để mà gọi là tổng gọi là họp tổng kết rút ra khuyết điểm ưu điểm để sửa soạn cho năm sau thì có một ông giám đốc phòng nhân sự ông đứng lên ông nói rằng là thưa ông giám đốc trong năm qua tôi nhận thấy rằng công nhân công của chúng ta đại đa số là họ đều rên xiết ta thán rằng là cái chế độ làm việc của chúng ta giờ giấc làm việc của chúng ta căng quá thành ra có lẽ là năm tới chúng ta phải sửa đổi thì ông giám đốc ông gật gù ông nói nếu thế thì năm sau thì chắc chắn là phải thay đổi giờ làm việc thôi. Thì ông giám đốc nhân sự ông nói thế thế giám đốc tính là cắt bớt giờ làm việc bao nhiêu. Thì ông giám đốc ông nói sao lại cắt phải tăng lên chứ bởi vì nhân công thì họ có thừa thời giờ để mà đưa ra những cái lời ta thán cơ mà. cái đối với cái ông giám đốc này thì chắc là không có chuyện thưởng tết rồi thì chắc là phạt tết thì nó mới hay xảy ra vâng chương trình của chúng tôi kết thúc ở đây xin kính chào và hẹn gặp lại